cách điện kép hoặc cách điện tăng cường. Các biện pháp bảo vệ cách điện kép hoặc cách điện tăng cường nhằm ngăn chặn điện áp nguy hiểm trên các bộ phận có thể tiếp xúc được với thiết bị nếu hệ cách điện cơ bản có lỗi. Kiểu mô tả đặc điểm cách điện kép hoặc cách điện tăng cường được xác định bằng các biểu tượng. Biểu tượng của thiết bị có cấp bảo vệ 2 là hình vuông kép. Tất cả các phần liên hệ với thiết bị có thể chạm đến và có điện áp khi có lỗi phải được che kín lâu dài, dù các bộ phận này có trang bị cả cách điện cơ bản, bảo vệ cơ bản, cách điện tăng cường hay cách điện bổ sung bảo vệ chống lỗi như hình minh họa. Ta cũng có thể thực hiện biện pháp bảo vệ bằng cách lắp vào các thiết bị một chi tiết không dẫn điện cố định, thí dụ như bánh răng bằng nhựa như hình. Thiết bị di động hoạt động với điện xoay chiều dùng dây điện kép với phích điện được đúc thành khối không có công tắc bảo vệ và không có dây bảo vệ. Khi lắp ráp đường dây, thí dụ như H05VV F3G15, dây màu xanh vàng phải được nối với phích cắm. Dây bảo vệ nơi thiết bị được cắt ngắn và được cách điện. Bên trong thiết bị được bảo vệ và cách điện không được phép tiếp xúc với bất cứ phần dẫn điện nào. Bên ngoài và bên trong của thiết bị được đánh dấu với biểu tượng theo hình sau. Thiết bị gia dụng, dụng cụ điện, bảng đồng hồ hoặc phích cắm theo tiêu chuẩn CEE phải được trang bị cách điện kép hoặc cách điện tăng cường.